Xin chào các bạn đã đến với kênh Xuân Đắc GP. Và hôm nay mình làm một cái video để dành cho những bạn nào mà đang phân vân về tốc độ của các dòng sim hoặc là wifi mà các bạn đang định đăng ký, xem là cái địa chỉ mà các bạn đang ở thì có sử dụng được nhà mạng đó hay không, để tránh trường hợp là khi mà các bạn đăng ký về thì sóng yếu và không thể sử dụng được. Có một điểm chung về tốc độ của các nhà mạng thì nếu mà các bạn đang ở vùng thành phố hoặc là những cái vùng trung tâm thì sóng mạng sẽ sử dụng mạnh hơn so với những vùng mà vùng rìa hoặc là vùng miền núi. Thì những bạn nào mà ở những cái vùng rìa xa trung tâm hoặc là miền núi thì khi mà đăng ký để sử dụng những cái dòng sim giá rẻ hoặc là những cái wifi của nhà mạng thì các bạn nên kiểm tra trước khi mà các bạn đăng ký, để tránh trường hợp là không, khi mà đăng ký về thì không sử dụng được. Và để kiểm tra được thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cách, đó là các bạn có thể truy cập trên một cái website có tên là minsoku.net này. Về cái website này thì là hiện tại thì đang cung cấp cho chúng ta những cái dữ liệu về tốc độ mạng hiện tại của các nhà mạng dòng sim giá rẻ hoặc là những loại wifi cố định hay là wifi cầm tay hoặc là những cái wifi như là wifi home, wifi con chó. Sau khi truy cập vào trang web là minsoku.net này thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách kiểm tra về tốc độ của những dòng sim giá rẻ như là dòng sim Ahamo, Limo hay là dòng sim Rakuten. Thì để kiểm tra được thì các bạn đầu tiên thì các bạn này nhấp vào cái biểu tượng dấu ba gạch ở trên này. Sau đó để kiểm tra tốc độ thì các bạn chọn vào dòng là ranking này. Sau đó thì chọn vào dòng thứ ba để kiểm tra tốc độ của các dòng sim giá rẻ. Thì ở đây nó đã thống kê cho các bạn bảng xếp hạng về tốc độ của các dòng sim. Những dòng sim ở trên thì sẽ cho chúng ta là tốc độ mạng mạnh hơn những dòng sim ở dưới. Thì các bạn cũng có thể dựa vào cái số liệu thống kê này để chọn những dòng sim phù hợp. Còn nếu mà bạn nào muốn kiểm tra thực tế thì có thể nhấp trực tiếp vào cái dòng sim mà các bạn muốn đăng ký đấy. Thì ở đây thì mình thử chọn vào dòng sim là Ahamo. Sau khi chọn vào xong thì ở đây nó sẽ ghi lại những cái dữ liệu mà nhiều bạn ở nhiều vùng khác nhau đã đo và thống kê ở trên này. Ở đây thì mình thấy là ở Osaka hay là Hokkaido nó ghi ở đây thì có nhiều bạn là thống kê ở trên này. Thì để muốn biết được cụ thể cái địa chỉ của nơi mình ở thì hiện tại tốc độ như thế nào thì các bạn kéo xuống phần dưới này. Và đây thì có ghi những cái vùng và cái tỉnh mà các bạn đang ở. Thì mình tự chọn cái tỉnh của mình. Mình ở vùng là Chugoku. Mình chọn vùng Chugoku. Và sau đó mình sẽ chọn cái tỉnh của mình là tỉnh Shimane. Ở đây thì nó sẽ ghi lại những cái bạn mà đã đo và đã đăng lên ở trên này. Thì mình có thể kéo xuống và mình sẽ chọn vào cái city mà hiện tại mình đang ở. Ở đây thì thống kê rất là nhiều city. Thì mình đang ở cái tỉnh, ở cái city là Izumo. Thì mình sẽ chọn đến cái city của mình xem là tốc độ của hiện tại city mình đang ở thì nó sẽ như thế nào. Sau khi tìm kiếm thì cuối cùng cũng ra cái city mà mình đang ở hiện tại ở đây. Thì nó cho tốc độ là 56 là ở tốc độ download và tốc độ là upload tải lên là 15. Với tốc độ này thì mình thấy dòng sim Ahamo sử dụng ở khu vực của mình cũng khá là mạnh. Tiếp đến tương tự mình sẽ chọn cái dòng sim là Rakuten. Thì dòng sim này thì mình thấy cũng nhiều bạn là hiện tại đang đăng ký và có nhiều ý kiến là chỗ này mạnh, chỗ này yếu. Thì các bạn có thể kiểm tra trực tiếp ở trên trang này cũng được nhé. Thì cách làm cũng tương tự như thế thôi, giống như lúc nãy mà mình kiểm tra dòng sim Ahamo ấy. Thì ở đây mình cũng kiểm tra xem là cái khu vực của mình ở thì hiện tại nó là tốc độ của dòng sim là Rakuten nó là như thế nào. Thì nó cho ra kết quả ở đây cũng tốc độ cũng khá là cao. Về tốc độ này thì nó cũng không phải là chính xác tuyệt đối, thì nó chỉ là một mang tính chất là tham khảo, nên là các bạn cũng lưu ý về vấn đề này. Tiếp theo thì các bạn cũng có thể kiểm tra tốc độ của các cục wifi cầm tay mới hiện nay.
như là những cái cục Wi-Fi Galaxy 5G, thì các bạn sẽ cùng chọn vào cái phần là ranking. Sau đó thì sẽ chọn vào cái dòng là chữ mobile router. Thì ở đây các bạn cũng có thể chọn trực tiếp vào cái loại Wi-Fi mà các bạn muốn kiểm tra. Và trang web này cũng thống kê những số liệu cụ thể cho các bạn rồi, và các bạn có thể kiểm tra. Tiếp đến thì các bạn có thể kiểm tra loại Wi-Fi cố định của các nhà mạng bằng cách là cũng chọn dòng là ranking, và sau đó thì nhấp vào dòng đầu tiên ấy. Và nó sẽ hiện ra các nhà mạng cáp quang hiện tại, thì các bạn có thể chọn đến cái nhà mạng cáp quang mà các bạn muốn kiểm tra. Và cách thực hiện thì nó cũng tương tự như là kiểm tra các dòng sim giá rẻ thôi. Và đấy là cách mà các bạn có thể kiểm tra về tốc độ các loại sim hay là wifi mà các bạn đang định đăng ký. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like và chia sẻ cho bạn bè của các bạn cùng biết nhé. Hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.